sẽ hát tặng quý vị bài hát tình ca du mục. Các giáo viên cũng đang đi du mục ở Việt Nam và họ đã chia sẻ tình yêu thương của mình đến với các học trò Việt Nam. Cho nên bài hát này chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới quý vị nha. Уважаемые мои гости, друзья, сейчас песня для всех вас. Спасибо. Spasibo. Xin cảm ơn. Em cảm ơn. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa dành cho nghệ sĩ Thanh Bạch. Cùng không quên một tràng pháo tay dành cho Nhật Trung và Mina. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và liên tục chương trình xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phần top ca mang một không khí vô cùng tuyệt vời với bài hát tiếng Anh sẽ tiếp tục chương trình đồng hành với tất cả chúng ta. Xin mời top ca.
đã mở lớp, mở trung tâm ngoại ngữ miễn phí dành cho chúng em, để chúng em có một môi trường học tập cũng như là giao lưu với nhau. Chúng em thật sự rất biết ơn, và ngày hôm nay chúng em xin dành lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả các thầy cô, sư thầy và mọi người đã đến ngày hôm nay. Dạ, và em xin cảm ơn Chùa Lá rất nhiều đã cho em. Vâng, và cùng tiếp lời với các bạn, xin được trân trọng kính mời thầy Lý Cảnh Tâm sẽ cùng tiến lên sân khấu chụp trung tâm hình lưu niệm với các bạn ạ. Các em đội hình đang xếp sẵn. Thái Thiếu Lâm chụp cho Thái Nga My một tấm hình kỷ niệm. Vâng, tất cả những cái mong muốn là các con nay là lần đầu tiên mấy con mới gặp cụ á, lần đầu tiên với cụ ít có xuất hiện ở trên cái bộ mặt người các thiền lắm, nên là mong là các con phải là người kế thừa cho cô Thanh, kế thừa của sư phụ làm cái sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam. Rồi chụp tấm hình rất ý nghĩa. Dạ. 2, 3, chi thả tim cho thầy nào. 2, 3. Đây, xin được cảm ơn thầy và cảm rồi, ơn các cảm bạn rất nhiều. Mấy con ngồi đứng im đó, cho xin phép mà. Hôm nay tôi vừa phát hiện được là thầy Nam của sư phụ rất lâu. Thầy Nam dạy tiếng Anh, mình dịch ra tấm tiếng Campuchia, thầy hiểu hết. Rồi, cho một tràng vỗ tay đi, quý vị ơi. Xin được cảm ơn hai thầy và mời hai thầy tiếp tục trở về sân khấu để chúng ta tiếp tục nhập tiệc.